Bây giờ là tháng 11 ở Lào Thần. Thời tiết bây giờ chắc là đêm sẽ khoảng 1 độ hoặc là 0 độ gì đấy. Hôm nay mình đã cắm đều ở đây. Thì không biết là đêm có ngủ đấy không. Nhưng mà hôm nay đã thử mang một cái túi ngủ có thể chịu được âm 5 đến âm 20 độ của Rider, để xem là tối nay ngủ đây có phải quay xe vào trong lán không. Hy vọng là không bị lạnh quá. Cảnh đây đẹp cực. Sáng dậy mở mắt ra ở đây này. Chắc là sẽ ngắm được bình minh ở đây. Hy vọng là sáng mai không bị đóng đá. Mình ngủ lều lạnh hơn ngủ lán rất 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 nhiều, nên mình phải tìm một cái túi ngủ nó có thể chịu được âm 20 độ. Chiếc túi này chịu được âm 20 độ, nhưng mà gấp lại thì khá là nhỏ gọn. Túi ngủ này âm vãi. Hôm qua nhờ của cái túi ngủ này mới là không. Cứ nghĩ là lạnh quá phải quay vào trong lán ngủ. Cuối cùng nó ấm quá. Thế là ngủ cả đêm đây. Xong mở mắt ra thấy biển mây. Nhưng mà nằm lại ấm thật. Biển mây. Đúng là chỉ có ngủ lều mới có cái cảm giác mở mắt ra là thấy biển mây, thấy bình minh ngay dưới chân mình, ngay trước mặt mình. Tim sợ lạnh nhưng lại thích chiêu, vất vả thật sự.